Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Lộ nguyên nhân thú mỏ vịt Su-34 của Nga bị bắn rơi ở Ukraine. Theo video và hình ảnh được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên mạng xã hội ngày 5 tháng 3, quân đội Ukraine đã bắn hạ một chiếc tiêm kích bom Su-34, thú mỏ vịt của Không quân Nga, đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại thành phố Chernihiv, phía đông bắc Kiev, Ukraine. Chiếc tiêm kích bom Su-34 bị bắn hạ khi đang thực hiện một cuộc tấn công mặt đất ở tầm thấp, nhưng đã bị bắn hạ bởi một tên lửa phòng không vác vai. Máy bay rơi và đâm vào một ngôi nhà trong khu dân cư. Đây là trường hợp bị bắn rơi đầu tiên của Su-34 kể từ khi nó được đưa vào biên chế vào tháng 3 năm 2014. Tiêm kích bom Su-34 là một máy bay chiến đấu, ném bom, hai động cơ siêu âm, hai chỗ ngồi, được phát triển bởi phòng thiết kế Sukhoi có biệt danh là thú mò vịt. Chiến đấu cơ Su-34 có 2 phi công, trọng lượng rỗng 22,5 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa 45,1 tấn, sử dụng hai động cơ phản lực cánh quạt AL-31FM1 với lực đẩy đốt sau 13,3 tấn, giúp máy bay đạt tốc độ bay tối đa là Mach 1,8 và đạt Mach 1,2, trần bay thực tế 15.000m. Về khả năng mang vũ khí, Su-34 có thể mang được 8 tấn vũ khí, gắn vào 14 mấu treo bên ngoài. Tầm hoạt động có thể đạt 4.000 km và bán kính chiến đấu là 1.100 km. Trên thực tế, máy bay chiến đấu Su-34 được phát triển dưới thời Liên Xô với tên gọi ban đầu là Su-27IB. Bay thử lần đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 1990. Đây là phiên bản tấn công mặt đất của dòng chiến đấu cơ Su-27 nổi danh, giống như phiên bản F-15E của không quân Mỹ. Đơn vị không quân đầu tiên được trang bị Su-34 là sư đoàn không quân số 1 của căn cứ không quân Voronezh-Podmor. Sau được đổi tên thành trung đoàn không quân hỗn hợp số 47 vào năm 2014. Su-34 thực hiện hoàn toàn theo triết lý tác chiến kiểu Nga. Do đó cần lắp radar cỡ lớn V-004. Phần thân trước của máy bay được thiết kế đơn giản với phần đầu thẳng và buồng lái có phi công ngồi cạnh nhau như máy bay ném bom, chứ không phải tiêm kích. Để bảo vệ buồng lái, một lớp giáp bằng hợp kim Titan nặng 1,48 tấn được thiết kế để làm lớp giáp bảo vệ, do đó Su-34 có lực cản không khí rất lớn và trọng lượng riêng nặng hàng đầu. Để tăng lực nâng, Su-34 phải lắp thêm cặp cánh mũi. Như vậy, Su-34 là một chiếc máy bay chiến đấu ném bom tiền tuyến theo quan niệm của Liên Xô. Về cơ bản vẫn giữ nguyên hình dáng của Su-27 nhưng đã giảm mạnh về khả năng cơ động và tốc độ, do vậy được xếp vào hàng tiêm kích bom. Cải tiến lớn nhất của Su-34 là thiết bị tính toán ném bom thông thường trên máy bay và được hiển thị lên màn hình của phi công điều khiển hỏa lực. Thiết bị này cải thiện đáng kể độ chính xác trúng đích của bom không điều khiển, vì vậy vũ khí sử dụng chủ yếu của Su-34 vẫn chính là bom thường. Tuy nhiên, các phi công điều khiển Su-34 vẫn thường bay thấp để đảm bảo tính chính xác như phao anh kích. Do vậy, đương nhiên sẽ biến thành mồi ngon cho các hệ thống tên lửa phòng không vác vai tầm thấp và ngay cả với súng, pháo phòng không cỡ nhỏ. Chiếc Su-34 bị phòng không Ukraine bắn rơi ngày 5 tháng 3 vừa qua thuộc biên chế Trung đoàn Không quân Hỗn hợp Cận vệ 21, thuộc quân khu trung tâm của Nga, Phi công này cũng từng tham gia chiến đấu tại Syria và chụp ảnh cùng Tổng thống Nga và Syria. Địa điểm chiếc Su-34 bị bắn rơi là khu vực Chernihiv. Nó đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không di động 9K310XLA-1 trong một nhiệm vụ ném bom tầm thấp. Đoạn video cho thấy chiếc Su-34 bị bắn hạ khi nó đã bay quá thấp và chỉ có hai quả pháo gây nhiễu được phóng ra trước khi nó bị bắn trúng. Khi rơi, máy bay vẫn đang mang một quả bom 500kg không điều khiển kiểu cũ. Mặc dù Su-34 được hỗ trợ hệ thống quang điện và máy tính đường đạn, thì khi sử dụng vũ khí không điều khiển, máy bay vẫn phải thâm nhập mục tiêu ở độ cao thấp để nâng cao tỷ lệ trúng đích. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine hiện nay, vũ khí không điều khiển vẫn được không quân Nga sử dụng với số lượng nhiều, dẫn đến là nạn nhân của tên lửa phòng không vác vai được trang bị số lượng lớn và rộng khắp trong lực lượng vũ trang Ukraine. Giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Trong nước giá xăng dầu tăng liên tiếp và tăng cao, 27.000 đồng một lít đã gây sức ép lớn đến giá cả hàng hóa, thực phẩm và đời sống kinh tế của người dân. Nhiều giải pháp được đề xuất, tuy nhiên, cân nhắc mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đang là vấn đề nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế điểm yết giá thành sản phẩm và miễn phí vận chuyển là phương thức kinh doanh thu hút khách hàng của cửa hàng bán lẻ này. Thế nhưng, giá xăng tăng khiến chi phí vận chuyển cao hơn từng ngày cũng đang ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của đơn vị. Các đơn hàng do uh, cái khách hàng mua hàng tại chuỗi đặc sản Việt là chúng tôi đang hỗ trợ miễn phí vận chuyển. Chính vì thế là cái chi phí ta xăng dầu tăng làm cho Logistics tăng cũng tác động bị thay đổi tăng cái chi phí của doanh nghiệp nên là khoảng tầm 1 đến phần trăm trong cái khâu vận chuyển mà công ty đang hỗ trợ cho khách hàng ngắn hạn nếu như mà chi phí nó tăng tiếp tục còn tăng cao nữa thì chúng tôi sẽ cần sẽ lúc đấy sẽ không còn miễn phí vận chuyển cho khách hàng nữa mà chúng tôi chỉ hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển thôi đối với nhiều tài xế công nghệ giá xăng tăng cộng thêm chi phí chiết khấu cho công ty quản lý tác động không nhỏ đến cuộc sống mưu sinh. Ảnh hưởng cuộc sống mình nhiều chứ, như mình làm đó thì nó cái cái xăng mình cao thì mình chạy không không đủ sống, giá tăng quá cao. Người ta đi lại và cái tiền đồ xăng này kia thì nó cũng cao quá, cuộc sống nó không vả. Mới đây nhất, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Đây được xem là động thái tích cực giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất cũng như tiết kiệm chi tiêu cho người dân phải nói rằng là đây là cái đề xuất về chính sách nó rất là có ý nghĩa, rất là quan trọng, rất là kịp thời trong những bối cảnh mà nền kinh tế đang hồi, hồi phục thế này và hạn chế những cái tác động bất lợi của việc tăng giá xăng dầu rất là lớn trong thời gian vừa qua. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là chính sách này sẽ được chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội một cách nhanh chóng và nền kinh tế đang rất là khó khăn. Đặc biệt sau cái đại dịch Covid-19 vừa vừa rồi, sức khỏe của doanh nghiệp và nền kinh tế phải nói rất là yếu. Cho nên cái trợ lực về giảm thuế phí nó rất là có ý nghĩa. Hiện giá xăng dầu luôn biến động theo giá của thị trường thế giới. Do đó chuyên gia kiến nghị việc mức giảm thuế bảo vệ môi trường có thể điều chỉnh linh hoạt hơn, không nhất thiết kết thúc vào ngày 31 tháng 12 và đặc biệt có thể cân nhắc giảm mạnh hơn, giảm 2.000 đồng một lít. Bởi vì cái diễn biến hiện nay thì vẫn nó vẫn chưa là chấm dứt nên cái việc mà dự báo của chúng ta hiện nay đang hết sức là khó khăn nên cái việc của chúng ta giảm thì nên có lộ trình có thể bây giờ chúng ta giảm 2.000 đồng trên một lít nhưng mà vào một cái thời điểm nào đó nếu mà vẫn còn giá tăng như vậy và giá cả vẫn còn bị leo thang thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cắt giảm tiếp có thể là 3.000 hoặc đến 5.000 nữa để làm sao cân bằng vấn đề mặt chi tiêu trong cái nền kinh tế của chúng ta để đảm bảo các cái nguồn thu nguồn chi cũng như vận hành của toàn bộ nền kinh tế. Có thể thấy rằng rất nhiều giải pháp đang được các cơ quan quản lý cân nhắc, nghiên cứu tính đến để giúp bình ổn giá xăng dầu. Đây là một bài toán khó, nhất là những ngày gần đây, trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp. Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền đông Ukraine. Lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế bắt đầu tăng từ tháng 11 năm 2021 và đến tháng 12 năm ngoái thì tăng mạnh. Lượng tiền gửi của khối doanh nghiệp hiện tại hơn dân cư là khoảng 340.000 tỷ đồng. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, cuối năm 2021, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đã đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng, tăng tới 15,73% so với cuối năm 2020. Theo đó, đây là năm đầu tiên ghi nhận tiền gửi của các doanh nghiệp vượt qua tiền gửi của dân cư. Trong năm qua, tiền gửi của người dân chỉ tăng 3,08% lên 5,3 triệu tỷ đồng. Trước đó, cuối năm 2020, tiền gửi của người dân đạt 5,1 tỷ đồng, cao hơn so với doanh nghiệp, chỉ đạt hơn 4,87 tỷ đồng. Đại dịch Covid-19 và nền lãi suất thấp trong hai năm qua đã khiến cho tiền gửi dân cư tăng thấp kỷ lục. Trong khi đó, các doanh nghiệp lại ưa chuộng gửi tiền vào ngân hàng.